Hello, xin chào anh em nhé. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em video các cái dòng mũi vít của nhà Anet nha anh em. Đấy. Thì mũi vít này dòng Anet thì nó có khá là nhiều, cho nên là em sẽ chia ra khoảng 3 phần cho anh em nhé. Chia làm 3 phần cho anh em nhé. Đó. Thì phần đầu tiên hôm nay là sẽ có các cái đầu mũi vít ở trên bàn, như trên bàn em đang lên cho anh em xem này. Đó. Thì có các cái dòng đây, dòng đang để trên bàn đây nhé. Đầu tiên là sẽ đi cho anh em một dòng mũi vít hai đầu nha anh em, dòng hai đầu trước nhé, anh em muốn hai đầu nên hai đầu dòng trước nhé. Dòng ABR, để em xem nào. ABR ABRD à, một đầu ạ. À. Cái vỉ mà hai đầu thì em đang không thấy. Thôi, bác kiểm tí nhé. ABR nha nè. Đấy. Rồi. Dòng ABRD đi. Đây là cho em vài dòng ABRD này. ABRD nhé. Đấy. Dòng ABRD trước, cái dòng mũi vít mà một đầu nha anh em. Cái dòng này thì đa số nó cũng dùng cho cái thân bắn vít là 6.35 nhé. Đó, đây, để làm sẽ lên cho anh em mấy em này trước đi. Đấy. Đầu tiên là một em ABRD 2065 này anh em này. ABRD 2065 nhé. Đó. Em này thì nó cũng sẽ là một mũi BH2 thôi. Nó không có, nó đa số cái dòng đầu BH2 là dòng phổ thông nha nè. Đó, ABRD 2065 và chiều dài của em này là 65. Đó, chiều dài của thân vít. Chiều dài thân này là 65 này. Này anh em thấy không? Chiều dài thân là 65 nhé. Đó. Rồi. Còn về phần thân này nó sẽ, anh em để ý này, phần thân này sẽ là chỉ có 5.3 thôi nha anh em. Đây, thân này chỉ có 5.3 nhé, toàn bộ các cái đầu khác cũng thế, thân cũng đều 5.3. Đó, đặc biệt là chỉ có 5.3 thôi. Và nó có được thiết kế ở phần trong thân, đây là một cái phần thiết kế giảm sốc. Đấy, giảm sốc nhé. Đó, để khi anh em bắn thì tới khi hết ốc thì nó sẽ không có bị tè hay là bị mẻ đầu vít, nên là rất là hay cho anh em luôn. Và đây là anh em sẽ dùng được cho cả máy bắn vít 40V nữa nha. 18 và 40V đều dùng được. Nên là bộ vít này nó cực kỳ là độ cứng rất là cao. Đó, độ cứng tới 62.5 Hz mà. Đó, cực kỳ độ cứng cực kỳ cao luôn. Thường thường độ cứng này thường thường là chuyên dùng cho các cái đầu lưỡi của kìm cắt hoặc là các cái phần răng của kìm kẹp, thì cái độ cứng sẽ cao như thế. Và cái em bộ vít này được trang bị một độ cứng nó gần như là cứng như thế luôn. Nên là dùng cực kỳ là bền nhé. Chỉ khi các bác mà dùng đến anh em nào dùng lực, các cái lực nó hơn 40V ấy, thì lúc đó thì nó sẽ bị dễ bị mẻ đầu. Đó, lực nó cao quá thì đầu vít nó cứng mà, nên là nó mẻ, nó không có bị bóp méo nhá. Độ cứng cao thường thường sẽ hay mẻ hơn là bị bóp méo. Đó, và giá cho một vỉ này là 141 nha anh em. Đây, một vỉ này 141 này. Đó. Dài hơn một tí thì sẽ có vỉ 2100 nha anh em. 2100 này. Đây, ABRD 2100 nha anh em. Đó, dài này. Đây. Đây là em 21 21 120 nữa. Đấy, đây. Đó, tương tự này. Như em ABRD 2100 này mức giá là 173.000 nhé. 173 này. Đấy. Có em 2085 nữa, 2085 thì đang hết hàng. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn cho em thôi. Còn em 21 2120 này mức giá là 212 nha các bác. Em này là 212 này. Còn đối với em 2150 này mức giá là 261 này. Em thấy không? 261 nhé. Đó. Cái này thì em sẽ không bóc, tại vì quay khá là nhiều, cho nên là anh em nào có nhu cầu về hình ảnh chi tiết ấy thì các bác cứ
nhắn qua Zalo cho em thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em. Đó, anh em nào mà cần hình ảnh hoặc là video để sản phẩm chi tiết thì các bác cứ nhắn cho em thì em sẽ gửi cho các bác xem nhé. Đấy. Rồi. Tiếp theo là anh em nào mà dùng số lượng nhiều ấy thì nó sẽ có vỉ như thế này cho anh em này. ABRD5 2065 này. Đây, nó cũng sẽ có dạng vỉ như vậy nhé. Đó. Vỉ nó sẽ bao gồm 5 chiếc này như vậy cho anh em này. Thì khi anh em mua 5 chiếc như vậy á thì giá nó sẽ lợi hơn cho anh em nhé. Đó. Chẳng hạn như 5 chiếc này giá nó chỉ có 316 thôi. Còn như anh em khi anh em mua 2 chiếc thế này này thì nó rơi 341, mà anh em mua khoảng 2 vỉ nó khoảng rơi vào tầm khoảng là 280 rồi. Đó. Thì chi ra một mũi này rơi khoảng là 70.000 nhá, 70. Anh em mua 5 vỉ thế này nó lợi thì nó lợi hơn khoảng mấy chục nghìn ấy. Đấy. Lợi hơn khoảng 10 20.000 đấy. Nó rẻ hơn được một tí cho anh em ấy. Đấy. Rồi, tiếp theo này là dài hơn thì nó sẽ là em ABRD 21 00. Đấy. Chiều dài là 100 nha các bác. Đây. Chiều dài 100 này, nó cũng đều là thân vít như thế thôi, thân vít cũng đều là 5.3, phi 5.3. Đó. ABRD 21 00 này cộng 2 nhân 100 nhé, chiều dài 100 này. Đây, để em đo chuẩn cho anh em xem này. Đây các bác theo, chiều dài chuẩn là 100 nhé. Đấy. Và mức giá cho một vỉ này là 396 nha các bác. 396. Quá ok ạ. Rồi. Đấy. Em bỏ gọn. Rồi. Tiếp theo nhé. Là để em xem tiếp theo là lên mẫu nào thì anh em nhỉ. ABRM nhé, em lên cái dòng ABRM cho anh em nhé. Dòng ABRM này, ABRS. Em xem thử em ABRM này đây nữa. Đó. Đây. Để em lên theo dòng để cho anh em dễ xem. Thế còn bốc lộn xộn thì nó dễ hay lẫn lắm, nên là đi theo dòng rồi đi để cho anh em dễ xem. Rồi, ABRM này. Dòng nói chung là các cái dòng nó xài nó có khá là nhiều lựa chọn cho anh em ấy. Thì đầu tiên là một em ABRM 2085 nha anh em. Đây là em 2085 này. Đó. Thì dòng này dòng hai đầu nha các bác. Đây là dòng hai đầu này, các bác để hai đầu này, thân là thân 6.35 hết. Chuôi gài là 14, nó sẽ đều dùng cho máy bắn pin ở trên thị trường hiện nay nhé. Để em lấy máy bắn pin cho anh em xem. Máy bắn pin em như là ai mượn mất rồi. Đó, để anh em nào dùng thì em cũng quen thôi. Đó, còn máy bắn pin hiện tại em đang không biết là ai mượn rồi. Rồi, em đi tiếp cho anh em nhé. Đấy, muốn gắn cho anh em xem thử thôi. Mà thôi anh em nào có nhu cầu thì nhắn qua Zalo đi để em gửi sâu cho anh em xem tạm nhé. Nha anh em. Ok này, tiếp này. Đó, thì cơ bản thì về cái độ cứng và cái về size sử dụng thì nó cũng tương đồng như cái dòng ABRD vừa rồi. Đó, nó sẽ cũng độ cứng là 62.5 Hz nhé. Và máy bắn pin đều dùng được 18 và 40V nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn. Đấy. Đây, cái này là thuần của Anet Japan luôn nhé. Made in Japan này. Website của nhà Anet này. Đấy. Có mã vạch này. Đây, chuôi gài này, chuôi gài này, chuôi gài máy 13 ly này, thấy không? Có ok nha anh em. Đó. Đây, phần này thì cái phần đầu mũi này nó khá là dài luôn. Cái đầu mũi vít này nó được thiết kế dài hơn so với dòng mũi vít thông thường. Đó. Nên em có thể thấy là có một số cái mũi vít thông thường nó sẽ cái phần đầu này nó hơi ngắn. Đó, cái phần cạnh này sẽ được làm ngắn hơn một tí, còn các cái dòng đầu này của nhà Anet thì làm đều được làm khá là dài nha anh em. ABRM 2085 nhé. Và mức giá của em này đang rơi là 143.000 cho một vỉ hai chiếc như thế này. Còn dài hơn sẽ là em ABRM 2110 thì mức giá của em này rơi vào tầm là 157. Đây,
em này là dài 210. Đó, em này dài 210 nha anh em. Đó. Đó là mức giá là 157. Dài hơn một tí thì có em dài 150 ABRM 2150 này. Mức giá là 222 này. Đó. Rồi, còn nó cũng như thế. Nên em mà muốn tiết kiệm hơn thì sẽ có size, sẽ có vỉ 5 chiếc như thế này nha anh em. Đầu tiên là em ABRM 501. Cái em ơi, ABRM 501 này thì có một cái đặc điểm là nó sẽ có khá là nhiều size trong một vỉ. Đây, anh em nhìn xem này. Đấy, thấy không? Đây, nó sẽ có khá là nhiều size nha anh em. Đó. Đối với em ABRM 501 này em này thì nó sẽ có cho em là size 65 này. Nó sẽ có cho anh em là một mũi 65 này, 2 mũi 85 và 2 mũi 110 đây. Và cũng đều là đầu BS2 hết. Nếu như anh em nào mà ưng cái vỉ mà nó có nhiều kích thước để cho anh em sử dụng thì anh em chọn cho em vỉ này nhé. Và mức giá là 344. Đó, 344. Này là tem của nhà nhập khẩu nha anh em. Đây, nó sẽ dùng cho chân máy bắn pin thông thường trên thị trường đấy, máy của Dewalt, Makita, Microwave các thứ ấy. Thì bây giờ đa số là đều dùng chân phổ thông này hết rồi. Đó. Mức giá là 344 cho một vỉ 5 mũi chiều dài lẫn lộn như thế này nha anh em. Rồi, còn cố định một chiều dài thì đang có một em ABRM 5 2085 này. Đấy, ABRM 5 2085 này. Các bạn chờ tí rồi. Đây, đây sẽ là một em BH2 hai đầu, cũng là hai đầu của dòng ABRM nha. Nhưng mà dòng này thì sẽ là chiều dài 85 và một vỉ sẽ có 5 chiếc cho anh em như thế này. Đó. Ok, nhìn rất là đẹp nha, từ bao bì này đến thiết kế mũi vít này, nhìn cực kỳ là đẹp luôn ấy. Đấy, bao bì này. Đằng sau lúc nào cũng sẽ có website này và Made in Japan. Rất là đẹp nha anh em. Đấy. Và cái mức giá lúc này đang rơi tầm là 332.000 cho một vỉ như thế này nha các bác. 332 nhé. Bác nào có nhu cầu thì chụp ảnh. Anh em có nhu cầu mua cái sản phẩm nào á thì anh em chụp ảnh lại. À, anh em chụp ảnh lại qua giúp em, xong rồi gửi qua cho em là được nhé. Rồi. Các bác chị em tí. Để cái nào xong thì em bỏ gọn ra. Rồi. Để tí nó sẽ đỡ lẫn lộn. Đây anh em. Thì tiếp theo là cũng một dòng hai đầu nữa nha anh em, dòng ABRS này. Để lên cho em lấy dòng ABRS nhé. Dòng ABRS đây cũng là một dòng hai đầu đó, nhưng mà cái dòng này một đặc điểm là cái phần đầu mũi vít ấy nó sẽ bé hơn so với cái dòng phi ấy, thì nó sẽ bé hơn các cái dòng mũi đầu mũi vít thông thường. Em để ý này, cái phần đầu mũi vít này nó chỉ có rơi vào tầm là phi là 4.5 thôi. Đây để em xem này. Em vừa rồi đây, em sẽ nhìn hai loại, em nhìn khác biệt ngay đúng không? Đó, một em này thì nó cũng vẫn là cái đầu bốn cạnh này, vẫn là đầu BS2 thôi. Nhưng mà chỉ khác là cái phần phi đầu đây thì nó sẽ được làm bóp nhỏ lại. Đấy, nó sẽ được làm nhỏ lại, nó chỉ còn có 4.5 thôi chứ không phải là giữ nguyên bản là 6 hoặc là 6.35 như các cái đầu mũi vít thông thường. Đó. Thì cái đặc điểm của em này là anh em sẽ dùng, anh em vặn những con vít ở trong các cái hốc lỗ nó cực kỳ là gọn và khỏe cho anh em luôn. Thì thường thường là có những con vít nó nằm trong các cái lỗ ấy, các cái lỗ tròn tròn ấy, thì nó cũng là con vít dùng cho đầu BS2 thôi, nhưng mà nó nằm trong lỗ thì thường thường các cái lỗ chỉ có rơi vào tầm phi 5 thôi, cho nên là những cái con đầu vít to thế này này thì anh em sẽ không vặn tới được, cho nên là bắt buộc anh em phải tìm những cái em nào có cái đầu nó nhỏ hơn mà nó phải vừa với con ốc nữa. Đôi khi anh em tìm những con nhỏ hơn nhưng mà cái đầu bốn cạnh trên này này nó lại nhỏ hơn nữa, nhưng vặn ốc thì nó hay bị trờn đấy. Đó, hoặc là vặn không được rất là khó chịu. Đây là sẽ là một giải pháp cho anh em sử dụng nhé. Đây ABRS 2110 này. Em này là chiều dài 110 nha anh em. ABRS 2110 nhé, chiều dài 110 và cái mức giá lần này đang rơi vào tầm là 165 nha anh em. Đó, 165.000 một vỉ hai chiếc như thế này. Đó. Còn tiếp theo là một em ABRS 2150
thì chiều dài của em này là 150 nha các bác. Và mức giá của nó rơi tầm là 231.000 cho một vỉ hai chiếc như thế này. Đây. Đó. Rồi. Em sẽ đi nhanh nhanh một tí cho anh em. Rồi. Tiếp theo là nó sẽ có các cái vỉ nhiều chiếc như thế này này. Đầu tiên là ABRS 2110 này. Đây là một vỉ 5 chiếc cho anh em nhé. Đó, một vỉ 5 chiếc cho anh em. Rồi một vỉ này sẽ cho em mức giá là 388.000 cho một vỉ như thế này nha các bác. 388 cho một vỉ ABRS 52110 này. 388k cho một vỉ như thế. Rồi, tiếp theo là em ABRS 5-01 này. Em này thì nó sẽ có cho anh em là một vỉ 3 size. Đó, 3 size nha anh em. Đây. Đấy, một vỉ 3 size như thế này. Đó, nó sẽ có cũng size 865 này, 85 và 110 luôn. Đây anh em thấy không? 65 ở giữa này, hai thanh 85 và hai thanh 110. Và mức giá chỉ có 362.000 thôi. Cho anh em nào mà ưng lẫn lộn nhiều size. Đó, đầu vít là phi 4.5 nha anh em. Đó, thân vít cũng được thiết kế giảm sốc, giảm chấn nữa. Rất là ok nhé. Đó, độ cứng cũng là 62.5 HRC này, máy bắn pin 18-40V này. Đó, trên bao bì này gần như đã hiển thị gần hết thông số rồi. Anh em làm cần thêm chi tiết về hình ảnh thì các bác cứ nhắn qua Zalo cho em thôi là được nhé. Rồi, tiếp theo đi tiếp cho anh em này. Dòng vít lục giác đi. Để xem nào. ACH này. Cái vị dòng này đi. Đấy. Đấy, các cái vỉ dòng này nhá. Ủa rồi. ACM này, ACH này. Như vậy em còn sót một em à. Đây. Em à. Tiếp theo là cái dòng lục giác chữ T nha nè. Đấy, chữ T Hoa Thị Hoa Khế này. Đây đầu tiên là một em ACTX5-65L và một em ACTX5-150L và cuối cùng là một em ACTX5-65L2 nha anh em. Đó. Đây. Đây, dòng ACT nhé. Hiện tại thì cái mức giá đây đầu tiên là đi em ACTX5-65L2 này trước đi. Em này sẽ có cho em là từ size T4, T5, T6, T8 và T10. Và đối với cây T4, T5 nó sẽ không có lỗ. Nha nè, T4, T5 là không có lỗ nhé. Còn từ T6 đổ lên thì nó sẽ đều là có lỗ hết rồi. À, dòng này dòng có lỗ nha nè. Và cái mức giá của em đâu tầm là 602.000. À, 602.000 một vỉ năm chiếc như thế này. Như em cũng thường hay nói trên video thì tại sao mà các cái dòng này nó lại đắt như thế. À, tại vì các cái đầu lục giác và đầu chữ T thường thường thì nó sẽ phải làm cái thép nó phải tốt hơn so với các cái dòng mũi 4 cạnh hoặc 2 cạnh thông thường. Đó, tại vì những cái đầu đó thì nó chủ yếu nó dùng bằng cái cạnh, mà cái thường cái cạnh nó sẽ rất là mong manh, cho nên là bắt buộc là nó phải tốt thì anh em sử dụng nó mới bền và bảo đảm cái chất lượng công việc cho anh em được. Đó, thì cho nên là cái giá thành nó cũng sẽ cao hơn khoảng 10-20%, thậm chí là 30% so với các cái đầu mũi 4 cạnh 2 cạnh thông thường. Đó, nên là anh em hỏi sao mà giá nó lại cao như thế. Đó, nó cũng đều là mũi vít tại sao lại cao vậy. Nên là em giải thích để cho một số anh em nào chưa hiểu thì anh em có thể hiểu thêm. Nó không phải giống như các hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì nó chỉ có một chất thép đấy và một cái kiểu đấy thì nó cứ sản xuất hàng loạt ra thì tại sao giá lại rẻ. Nó gần như là bằng nhau cả, thậm chí cân ký. Còn những hàng theo tiêu chuẩn thì nó sẽ khác. Đó. Rồi tiếp theo này, đây là một em ACTX5-65L. Thì em này chiều dài này sẽ là 65 nha các bác. Và nó sẽ có em từ size T10 cho đến T30 đây. T10 đến T30 này. Và mức giá cho một em như thế này nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 589.000 anh em. 589 nhá. Đó. À, anh em thắc mắc tại sao em này nhỏ hơn là đắt hơn này, 602 này có 589 này. Thì anh em cũng biết là các cái càng nhỏ hơn ấy thì cái độ chi tiết nó càng cao. À, sản xuất nó sẽ khó hơn. Đó. À, thì nó sẽ mức giá nó sẽ đội lên cao hơn. Đó. À, và nó còn sản xuất theo số lượng nữa cơ. Ví dụ em là số lượng nhiều á thì giá tốt. Dòng là số lượng ít á thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn. Đấy, nên là nó còn dựa vào mấy cái đấy nữa.
như vậy là nó chỉ không phải cứ to hơn là đắt hơn đâu, còn tùy đấy anh em. Rồi tiếp theo này, em dài 150 nha. Em này thì cũng sẽ là từ T10 đến T30 thôi, nhưng mà chiều dài của em này sẽ là 130. À 150 sorry, 150 nha anh em. Và cũng đều là có lỗ hết này. Đấy. Và mức giá của này rơi vào tầm là 803.000. 803 nha anh em. Đó. Anh em nào ưng xài dài 150 thì sẽ là 803. Còn em nào mà ưng xài ngắn 65 thì nó sẽ là 589. Đó. Ok chưa anh em? Đó. Ừ. Và anh em nào mà cần thì anh em mua thì em sẽ những đơn nào mà từ 500.000 đổ lên thì em sẽ hỗ trợ phí vận chuyển cho anh em nhé. Rồi tiếp này, đây là cái đầu lục giác nha anh em, dòng này dòng ACBB5 đấy, ACBB5 nha anh em. Thì em này sẽ có hai size cho anh em như thế này, một size là rồi một size là dài 100 và một size là dài 150 nha các bác. Đây, đây là size dài 100 này. Đây, em này thì sẽ có từ cho em từ H3, H4, H5, H6, H8. Đấy. Này. Em chờ một tí. Đây. Thì một em này 65, một em dài 150. Đối với em dài 65 á thì mức giá sẽ là 454, còn đối với em nào dài 150 thì sẽ là 1684. Đó, một vỉ như này cho các bác nhé, chứ không phải là một chiếc nha, một vỉ nhá. Đây, một vỉ như này. Dòng đầu bi nha anh em. Đó. Bạn nào có nhu cầu thì cứ nhắn qua cho em nhé. Rồi. Một em ACHX5. 65 đây là. Đó, đây, đây cho anh em là một vỉ lục giác này. Em này sẽ là đầu thường, dài 65 nha anh em. Cũng là từ H2.5, H3, H4, H6. Đó, anh em nào mà sử dụng sửa chữa trong gia đình thì tới em H6 này là ok nhất rồi. Đó. Chân này lắp cho anh em có thể lắp vào cán tua vít hoặc là máy bắn pin đều ok. Và mức giá này chỉ có 209 thôi, phải không? Thế nó rẻ bất thường. Đấy. Rồi. Em có em ACHX9 nữa. Có một cái vỉ nó sẽ có bao gồm cho anh em là từ 1.5 cho đến 10 luôn ấy. Đó, bác nào mà anh em nào có nhu cầu cần vỉ mà nhiều size hơn từ 1.5 đến 10 thì bác cứ nhắn cho em nhé. Hay, còn em lên thì em sẵn ra được vỉ này thì em lên cho anh em. Đấy. Anh em cần mua nguyên hộp thì có giá hời cho anh em nguyên hộp nhé. Anh em có nhu cầu làm nguyên hộp thì cứ nhắn qua cho em. Rồi. Tiếp theo là đi ra mấy dòng ACD đi. AC ACMD nha anh em. Đây, anh em dòng ACMD đi. Em đang còn dư mấy size đi nữa. Đây, em dòng ACMD nhé. ACMD này. Mấy em gọi là dài kinh khủng. Đây, đây. Theo. Có em này dài này. Lên cho em ACD 0100 trước đi. Đấy. Đây. Đây là giới thiệu cho em là được tiện đây này, hai em này. Có em 30 nữa cơ. Như 30 không cầm ra đây như sao? Cái đầu bốn cạnh 30 nó bé cực kỳ luôn. Đấy, còn đây là sẽ cho anh em đầu 00 trước, 20 thôi. Này. Này thì chuyên cho anh em sửa mắt kính, đồng hồ các thứ đó. Đó, hoặc là tháo lắp trong các cái bảng vi mạch điện tử ấy. Tức là em này chuyên luôn rồi. Này, em này dài 65 nhá, em này dài 100 này. Đó. Đây, sau này nó có các size này, các cái đầu này, cộng 00 này, cộng 0, cộng 1, cộng 2, cộng 3 này. Có khá là nhiều các cái đầu bùa sai đầu bốn cạnh cho anh em lựa chọn và sử dụng luôn ấy. Thì cái mức giá của cái em cộng 00 à, nên chờ tí nhé. ACD 00 ACD cái mức giá của em này xem thấy là 00 nhân 100 này là
em này đang hơi nhầm một tí gì đấy. Mức giá của em cộng 00 như 100 thì rơi là 169.000 nha các bác. 169 nhá. No 00 này. 169 này. Ok chưa? Rất là bé. Anh em phải nhìn rất là bé nên em so sánh với các cái mũi khác nhé. Rồi. Em so sánh với cái mũi khác đi. Đây em so sánh với đầu BH1 đi. Đây. Đó, em chuối có đầu bốn cạnh này, nó cực kỳ là bé luôn. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu mà cần tham khảo chi tiết ấy, thì nhắn qua thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em cho nó dễ nhé. Đây. Rồi. Còn mức giá của em cộng dài 65 này là 125.000 này anh em này. Đó, 125 nhé. Rồi. Tiếp theo này. Tiếp theo là em cộng 1 nha anh em. Cộng 1 nhân 100 nhé. Chiều dài em là 100 này. Đây. Cộng 1 nhân 100 này. Đó, thì mức giá này rơi vào tầm khoảng là 136.000 cho em này. Một vỉ hai chiếc này là 136 nha anh em. Chiều dài là 100, đầu BH1. Đấy. BH1 nha. Tiếp này. Và đây là có cho anh em đầu BH2. Chiều dài 150. Đây là bọn em chiều dài 150 nhé. Đây. Đây chiều dài 150 này. Còn đây là em chiều dài 2, chiều dài 100. Đây là em chiều dài 100. Đó. 150 này, 100 này. Rồi, em lấy bớt các size ra cho anh em xem luôn. Chiều dài 200 này. Đây là chiều dài 300 này. Nghe thấy không? 300 này rất là dài nhé. Đây. Thôi anh em thấy không? 300 này cực kỳ là dài luôn. Đấy, đây cái thước của em dài 300 này. Ok chưa? Em thấy không? Đó, chuẩn 300 nhé. Rồi. Về mức giá ấy. Thì nếu em cộng 2 100 thì mức giá cũng rơi vào tầm là 136.000 nhé. Còn đối với em 12150 này, em chiều dài 150 thì mức giá là 164. Còn đối với em dài 200 này mức giá là 193 này. Còn với em 300 này nhé, đây 300 này. Mức giá đang đây là 217. Đó. Đây, anh em thấy không? Đây, nó sẽ bán theo vỉ như thế này nha anh em. Đó, em báo giá nó sẽ theo vỉ này, vỉ một chiếc thì giá như thế và vỉ hai chiếc thì giá nó sẽ như thế. Đó, nó sẽ bán theo vỉ chứ không phải là bán theo cái đâu, bán theo vỉ nhé. Rồi. Các bác nào có nhu cầu anh em nào cần loại nào thì em chụp ảnh lại gửi qua cho em nhé. Đây là em 300 này. Đây là em 200 này. Đây là em 150 này. Đây là 100 nhé. Rồi. Anh em nào mà có nhu cầu nào anh em cứ nhắn qua cho em để em hỗ trợ cho anh em thêm nhé. Rồi. Tiếp này. Tiếp là đi cho anh em dòng nào đây? Dòng mũi vít hai đầu nha anh em. Dòng mũi vít hai đầu nhé. Rồi, đầu tiên là đi cho anh em cái con này trước đi. Đi cho em cái dòng một đầu hai cạnh. Đây. Các cái dòng này đăng lên cho anh em đây là đều dùng cho máy bắn pin và cán tua vít được nhá. Đó. Đầu tiên là em này đi, vỉ đây là vỉ hai chiếc. Mũi vít hai cạnh. Đó, hai cạnh này, thân 5 ly nha anh em, thân 5 ly nhá. Và giá là 132.000. Đó. Rồi, tiếp theo này là một vỉ ACM5-02 nha anh em. ACM5-02 nhá. Em này thì một vỉ trong này cho anh em sẽ bao gồm là 5 chiếc như thế này và có từ đầu BH1 cho đến BH3 luôn. Này, đầu BH1 là cái thân được sơn màu xanh này. BH2 là được sơn màu vàng và BH3 đầu BH1 là màu đỏ nha anh em. Đây nó có màu này, BH1 là màu đỏ này, màu vàng là BH2 này, màu xanh là BH3 nhá. Anh em nhìn cái đầu BH3 này tù này, rất là cái đầu BH3 nó sẽ tù hơn các cái đầu khác. Chung là nó về size càng size to thì đầu nó sẽ càng tù ra. Đó. Rồi, còn một vỉ này là giá 191.000, giá cực kỳ là ngon luôn. Đó.
cái dòng này, cái phần thân nó sẽ không có yêu cầu là kiểu đó, các cái kiểu hoặc là các cái giảm chấn, giảm sốc ấy, thì nó sẽ cái mức giá chi phí nó sẽ thấp hơn so với các cái dòng mà nó thiết kế gọi là kiểu cách và giảm chấn, giảm sốc ấy, thì nó sẽ đắt hơn đó. Thì nói chung là nó không cầu kỳ, nó sẽ rẻ. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là dòng ACBM, dòng hai đầu cho anh em nhé. ACBM đây là máy size này. Đầu tiên là em ACBM 2110 nha anh em. Mức giá của này rơi vào tầm là 119.000, hai đầu. Một đầu là 6 ly, một đầu BH2. Đó, dòng này thì dùng cực anh em mà sửa chữa lắp ráp thì cực kỳ phổ thông rồi. Đó, tiếp theo là em 2065 này. Đây, em này chiều dài là 65 nha, rất là nhỏ gọn. Mức giá chỉ có 88.000 một vỉ hai chiếc thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Anh em xem theo, ok chưa? Đấy. Đây, cực kỳ rẻ luôn rồi. Rồi. Tiếp theo là em dài 150 này, ACBM 2150 này. Em này dài 150 nha các bác. 150 này thì mức giá đang là 153.000, 153 nha anh em. Đấy. 153 này. Còn tiếp theo là em dài 300. 300 này mức giá đang là 191. Đó. Đây. Ok chưa anh em? Đấy. Rồi. Thì chắc thì phần 1 em xin tới đây thôi nha anh em. Đó, anh em xem tiếp video ở phần 2 nhé. Đó, thì chúc anh em có thật nhiều sức khỏe. Ngoài ra thì anh em nào có vấn đề hoặc nhu cầu nào thì các bác cũng có thể comment ở dưới video hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em thì em sẽ hỗ trợ cho anh em. Anh em nào mà cần gấp thì cứ tốt nhất là alo cho em. Thì số điện thoại và Zalo thì em có để ở dưới phần mô tả của video đấy. Anh em cũng có thể liên hệ với em cho nhanh nhé. Rồi. Chào tạm biệt anh em nhé.